bóc nó mới thế này. Xơi đây. Rồi. Viên mới nha, bắt đầu bóc. Bộ hành này. Nguyên mới này. Chưa bóc. Và nguyên mới. Dây cáp. Cho cái đơn hàng trên Shopee. Này à, cho cái đơn hàng trên Shopee này. Vẫn đúng mã vạch của rồi nhá, mở bóc ra nha. À, đấy này. Đấy, bóc xịn như thế nha. Loa đây có cắt cầu sáng. Đó. Loa và các cổng đây là sạc này, nút reset này này, đây là treo dây này, còn này nút cổng port in này 3.5. Sẽ thử bật lên nha. Đây là cái thao tác trên máy tính này. Bật lên này, bật ở đấy, nó có sẵn tí pin này, mình bật lên, báo này là, khi nào mà điện, nhưng mà nó báo đỏ thì là pin yếu, còn nó không báo thì có nghĩa là pin bình thường, còn lúc sạc mà nó báo xanh lá thì có nghĩa là sạc đầy. Test nha, mình đang kết nối với cái loa này của mình, hay mình tắt cái ngắt cái loa này của mình đi ạ. Kết nối thẳng với máy tính luôn. Này nó vẫn đang nháy, đang tìm Bluetooth này, đang tìm một thiết bị nào kết nối với nó này. Đấy. Thêm loa vào này. Nha, chú ý này. Trên Win 10 này, kích vào đây này. Đấy. Chú ý này, thêm đây này. Kích vào cái ấp thêm này, thêm thiết bị Bluetooth này, nó sẽ duyệt này, ra cái loa nó xem này. Đấy chính là loa này này, đấy đây chính là cái này luôn, nó hiện ra này, PK3 này. Ok, kết nối vào. Đăng. Đấy đã hiện ra này, đấy đó. Bây giờ các bạn nhìn thấy chưa? Bảy mốt chính là loa mới này, này. À.
Đấy, sửa. Ô, cái này kết nối đồng thời hai loa luôn. Thì nghe thử nhạc phát nhá. Cả hai loa đều được kết nối này. Ồ, xịn phết đấy. Máy tính không? Win 10 kết nối hai loa. Làm thử bài nhạc nhá. À, đang nghe nhạc Ignix. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's playing too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the beast. Sạc nghe. Đấy, đang sạc vào. Carefully, we got M in the place who likes it in your face. She's got G like MC who likes it on a easy V. You give and come for free. She's a real lady. And as for me, how you'll see. Somebody down and wine is all around. Somebody down and wine is all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.